diệp thần tái hiện thân đã là trong hỏa vực lại đến hỏa vực có thể nói là xe tải quen thuộc phản chiếu ánh trăng sáng đi thẳng tới một tòa thành cổ nhưng nghe nói thánh thể diệp thần còn sống lược chém đế tử hạn cương thật hay giả thiên chân vạn xác muốn nói đại sử hoàng giả cũng đủ tiểu tính sao chết cũng không chết được đây đều là lần thứ mấy rồi thật sự đem âm vào địa phủ làm nhà mẹ đẻ cách làm ba năm liền trở về xanh một chút hắn vốn là người nghịch thiên phương tiến vào cổ thành diệp thần liền nghe nghị luận liên tiếp liên tiếp luôn có mấy lời nói như vậy ở quán trà quán rượu phun nước bọt tinh tử bay đầy trời chọc tới một mảnh trung thành nghe khách hắn chỉ yên lặng lắng nghe mang theo áo choàng lặng lẽ đi qua tòa thành này mười mấy năm trước từng gặp qua một hồi họa kiếp mà người làm loạn chính là bắc thánh hoặc là nói là bắc thánh của hóa thiên ma tùy ý siết chóc trong thành, quá nhiều người bởi vậy mà táng sinh, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, toàn bộ hợp vực này đều sẽ chảy máu thành sông. Trong đỉnh, Bắc Thánh cũng im lặng, khó nén áy náy. Mười mấy năm trước, chính nàng tàn sát sinh linh thành này, mặc dù đã hồi phục hình thái nguyên bản, nhưng hóa thiên ma tạo nghiệt lại rõ ràng trước mắt, tay của nàng nhuộm đầy máu của người vô tội. Bỗng nhiên, nàng ra khỏi hỗn độn đỉnh, từng bước một phù diêu thẳng lên. Diệp thần không ngăn trở, càng phải nhân quả nghiệp chướng liền cần chấm dứt bởi vì bác thánh đăng thiên người trong thành đều ngẩng đầu lên nhiều đã nhận ra cũng biết hành động này của bác thánh là ngụ ý gì đây là đến chuộc tội đối với việc này càng nhiều người chỉ là xua tay lắc đầu đã qua mười mấy năm chuyện hóa thiên ma vạn vực đều đã sáng tỏ thật không phải lỗi của bác thánh thánh thể chưa nuốt lời chuyện năm đó đích xác đã cho giải thích diệp thần đi một tòa phủ đệ chuyển thế tư đồ khang liền ở trong phủ gặp lại đại sở hoàng giả Tư Đồ Khang liền bùm bùm một tiếng quỳ xuống, khóc đến nước mắt đầy mặt, ngày xưa nghe nói Diệp Thần chết, hắn cũng từng rơi lệ, hôm nay, Diệp Thần nghịch thiên trở về, như thế nào không vui mừng. Đưa ngươi về nhà, Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo, thu đi Tư Đồ Khang, cùng bị thu vào đại đình, còn có thê tử của Tư Đồ Khang, cũng chính là nữ tử hòa vực kia. Rời phủ đệ, hắn lại đi rất nhiều thành trì. Trong vực này, có ưng kiếp nhân cũng có người chuyển thế, hắn đi thăm thần tướng thứ sáu cùng chiến vương mang đi hùng đại sơn chuyển thế lại dừng chân ở cổ mộ dưới lòng đất cùng bạch chỉ tán gẫu vài câu sau đó chính là lôi vực thủy vực hắn như du khách đi qua một vực vực khác xem như đi lại con đường năm đó mỗi khi đến một vực sẽ mang đi rất nhiều người chuyển thế uống đi trong đại đình của hắn có thể nói là náo nhiệt phi phàm khi chuyển thế nhân cách một đại luân hồi lại tụ tập cảm khái muôn vàn một phe nước mắt trồ sót đem hình ảnh tình cảm diễn giải đến cực hạn. Khóc qua cười qua, kế tiếp chuyện nhạt nhẽo cũng khá nhiều, đều là nhân tài đại sở, luân hồi cũng không xóa được dân phong vưu hãn, một đường đều mang theo mắng to, trở theo quỷ khóc thảm thiết. Xét thấy đại sở nhân tài có sức sống như vậy, Bắc Thánh rất tự giác ra khỏi hỗn độ đại đỉnh, cùng Diệp Thần sóng vai mà đi, thuận tiện, còn đem đế kiếm tàn phá, cùng nhau bắt cóc đi. Không biết đêm nào, Diệp Thần hiện thân ở bà La Vực, vẫn là rừng hoa đào kia, chưa gặp người, Trước tiên người thấy tiếng cười khanh khách của sữa, là Ngọc Linh Phương Đông chuyển thế, đã 3 tuổi, mặc dù đến ban đêm, nhưng tinh lực lại tràn đầy, bước chân nhỏ tập tặc, chơi đùa trên bãi cỏ, truy đuổi từng con hóa điệp, dưới tinh quang, đang ngây thơ mà ngây thơ, cực kỳ giống một tiểu tinh linh vô hưu vô lự. Lại nhìn mẫu thân của nàng, lại già nua không ít, tóc mai tóc mai sớm trắng, sinh ra vĩnh hàng thể, nàng liền không còn đặc quyền nữa, sẽ chậm rãi già nua, hơn nữa, tốc độ còn có thể so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, chiếu theo dù đến như vậy, nàng hơn phân nửa sống không quá nam hoa giáp. Đối với việc này, nàng ngược lại nhìn ra được, bởi vì một thân thể bất tử, nàng đã sống đủ lâu, trượng phu của nàng, chết mấy trăm năm, cũng bỏ lỡ quá nhiều, duy nhất tâm linh an ủi, chính là hài tử của nàng, đem nàng nuôi nấng lớn lên, nhìn hắn lập gia đình, như vậy liền tốt rồi. Đó là, cơ thể của cuộc sống vĩnh cửu, bắc thánh kinh dị, khó có thể tin được, thánh chủ, nàng cũng là người chuyển thế, một đám nhân tài đại sở đều bám vào miệng đỉnh. Hằng Nhạc Tông, Đông Phương Ngọc Linh, Diệp Thần cười nói. Cái này cũng quá không ít người trực miệng, cùng là người chuyển thế, tranh lệch lớn như vậy, một thể thể bất tử, đủ nghiền ép chúng sinh, lại nhìn bọn họ, đều là đồ chơi gì, đặc biệt là người mà già, cảm khái nhất, mấy trăm năm qua, chúng ta đều sắp nhập thổ vi an, vi này ngược lại, mới chỉ hai ba tuổi, luôn cảm thấy kém rất nhiều bối phần đại sở chư thiên môn nhân tài đông đúc bắc thánh cũng nhịn không được thổn thức nói đến nhân tài không cần nhìn người của hắn chỉ nhìn vị bên cạnh này là được đồ đại đế trảm đế tử lừa gạt mọi thứ đều tinh thông người hắn mang ra mỗi người đều bắt phàm diệp thần đã phất tay phong ấn đông vương ngọc linh đồng dạng bị phong ấn còn có mẫu thân của nàng đều sẽ mang đến hàng nhạc về phần mộ phụ thân nàng diệp đại thiếu cũng có chức tự giác toàn bộ đều cho người ta chuyển đi. Dưới ánh trăng, diệp thần lại biến mất, rời khỏi bà la vực, đi diện vực khác. Chừng mấy tháng, hắn một khắc cũng không ngừng, xem ứng kiếp nhân tiếp chuyển thế nhân, hết thầy đều có trật tự. Năm đó, hóa thiên ma nhân từ vực diện mang đi, cũng đều thả về nhà. Không biết từ khi nào, hắn mới trốn vào hắc động, đi xem lăng tiêu bảo điện, vốn định thuận thêm chút bảo bối. Đáng tiếc, lần này vận khí của hắn không sao, cái gì cũng không vớt được. Một mảnh hắc động, hắn hơi dừng chân. Ở chỗ này, tiên hỏa cùng thiên lôi chúng nó, giống như năm đó, đạo tạc là hoạt động nói, tựa như người được khí tức bảo bối, hơn nữa, còn không phải bảo vật bình thường. Chỉ tiếc, năm đó Diệp Thần nóng lòng đi linh vực, không rảnh đi để ý tới. Lần này lại đến, tất nhiên là vì bảo vật mà đến, rất muốn nhìn một chút, để cho tiên hỏa cùng thiên lôi, đều kích động bảo vật như thế, đến tột cùng lai địa gì, nhất định là bất phàm. Véo, véo, tiên hỏa cùng thiên lôi đã động, một trước một sau, thẳng hướng một phương bay đi. Diệp thần chân đạp hư vô, một đường đi theo. Không chừng nhiều thời gian, ba người trước sau định thân, ngước mắt nhìn, có thể thấy một phương hắc động, treo một đó hỏa diễm, lồng mộ quần sáng màu tím, cực kỳ giống hồng mông tử khí màu sắc, hỏa chi bản nguyên tinh túy, có thể thấy dị tượng cổ xưa, tựa như ẩn như hiện, vườn quanh tử viêm. Thái sơ thần hỏa, diệp thần thấy vậy, ánh mắt sán lạn, tự nghe qua hỏa diễm bực này, thời đại sinh sôi nảy nở, vô hạn tiếp cận hỗn độn sơ khai bằng không cũng sẽ không treo hai chữ thái sơ có thể nói như vậy chỉ nói về hỏa diễm hỗn độn hòa xưng đệ nhất ngoại trừ thái sơ thần hỏa người nào dám xưng đệ nhị cấp bậc cao vượt xa cửu ưu tiên hỏa cùng cửu vũ tiên viêm có thể nói là vương hầu trong hỏa chung hắc động này bảo bối thật nhiều bắc thái nghiện thân một đám nhân tài đại sở cũng bám vào miệng đỉnh nhìn chớp lưỡi không thôi ai ngờ hắc bất chắc thu này còn có thái sơ thần hỏa không phải thổi, hỏa diễm này nếu được đặt trên trời, tất sẽ chọc vào chiến tranh. Trực lưỡi, mọi người cũng không khỏi thổn thức, thầm nghĩ diệp thần số mệnh nghịch thiên, bảo bối vừa tìm một chuẩn nhi, hơn nữa, tất cả đều là đại bảo bối, như thái sơ thần hỏa này, nghịch thiên cỡ nào, chư thiên là tuyệt tích, có lẽ, nó là một đoá thái sơ thần hỏa còn sót lại trên thế gian. Đâu chỉ bọn họ, diệp thần đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nên may mắn, năm đó không dành để ý tới, sau ngàn năm luân hồi, thái sơ thần hòa vẫn còn nếu bị người khác bắt đi hắn sẽ đau đến móng mẹ Véo, tiên hòa đã khẩn cấp như một đạo lưu quang chạy qua khó có thể thấy hòa diễm cấp cao như vậy vậy phải cùng nó hào hào tán gỗ tán gỗ vui vẻ liền hai bên hòa hợp nhưng nó vừa đi qua yên lặng thái sơ thần hòa liền nở rộ cực nhiệt tiên mang vốn là một đóa hòa nhi trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa giống như đang nói người nhang nha cút tiên hòa tất nhiên là không khô Hỏa diễm run lên, cũng hóa thành biển lửa, là một mảnh biển lửa màu vàng, cấp bậc người rất cao, lão tử cũng không thấp, luận đánh nhau, ngươi nhà không làm được ta. Âm âm, Diệp thần nhìn chăm chú, kim sắc hỏa hài cùng tử sắc hỏa hài đụng nhau, nốt chừng lẫn nhau, hai mảnh hỏa hài, đều kinh hãi sóng lớn ngập trời, ở trong hắc ám đen kịt, cực kỳ chói mắt. Đừng nói, thái dơ thần hỏa cấp bậc mặc dù cao, thật đúng là đánh không lại tên hỏa. Cũng không phải nó không đủ mạnh, là tiên hỏa cũng đáng sợ nhận ra một chủ nhân ngưu ầm ĩ một đường này không biết nuốt bao nhiêu hỏa diễm nếu thật sự độc đấu nó đạo hạnh còn thiếu chức nữa gầm lên theo tiếng long ngâm vang lên thái sơ thần hòa hình thái đại biến từ hỏa hải tụ thành một con tử sắc thần long mỗi một khối long lân đều là do hỏa diễm nguyễn hóa lóe ra hào quang chói mát đại sở chuyển thế nhân kiến đều âm thầm nuốt nước miếng nếu một cái long vĩ quang tới đại thánh cảnh đều phải quỳ đi nếu lại nhận chủ nhân Quy lực của nó nhất định càng bá đạo hơn. Gầm lên, tiên hòa cũng không kéo sau đó, không chỉ ngươi sẽ biến, lão tử cũng sẽ biến, biến còn lớn hơn ngươi, đích xác, thần long màu vàng của nó so với tử sắc thần long của thái sơ thần hòa lớn hơn nhiều. Nhìn từ xa, một giống như một con sâu dài, một giống như một mãng xà lớn. Gầm lên, gầm lên, tiếng long ngâm không ngừng, hai đạo hỏa diễm, lấy trạng thái hình rồng làm lên, vẫn có thể thấy được, thái sơ thần hỏa vẫn là không được, chỉ vì tiên hỏa có chủ nhân có thể mượn chủ nhân vài phần chiến lực thái sơ thần hòa liền bất đồng chỉ là một đạo hỏa diễm cũng không có chủ nhân thần lực tương trợ kết hợp với tất cả các loại nó thực sự không phải là đối thủ người chuyển thế thổn thức đối với tiên hỏa mạnh mẽ cực kỳ khiếp sợ ngay cả thái sơ thần hòa cũng không phải là đối thủ của hắn phải biết rằng thứ tự thái sơ thần hòa bài danh thứ hai diệp thần chưa nhúng tay vào sách bầu rượu lặng lặng nhìn hắn nghiêng người trên thiên lôi nhảy xuống rất có tư thế tiến lên trợ chiến, còn có hỗn độn đỉnh, hàng kia cũng có chút bất an, cũng có điểm báo tiến lên làm quấy côn, luôn muốn quần ẩu thái sơ thần hỏa, chúng ta cũng không sợ ngang ngược, lại dám ngu ẩm Mỹ, cùng nhau khóc lóc người. Gầm lên, mọi người nhìn chăm chú, thái sơ thần hỏa lại bại, nhưng nó vẫn không chịu thua, hình thái của con rồng bị đánh tán loạn, liền hóa thành mãnh hổ, lần này, tiên hỏa không theo nó biến hóa, vẫn là trạng thái hình rồng. Gầm lên gầm lên nhất long nhất hổ đấu nhiệt tình ngất trời đánh nhau thái sơ thần hỏa kia lại quay đầu chạy không tin tà cũng không được đến lúc này diệp thần mới ra tay kèm theo một tiếng ông long phục khi trận hiện hóa mệt mỏi thái sơ thần hỏa thật vất vả mới tìm được làm sao có thể để cho ngươi chạy mất thái sơ thần hỏa tính tình không nhỏ ở trong trận xung quanh lung tung luôn muốn chạy ra ngoài đi dạo đáng tiếc nó cũng chỉ là một đạo hỏa diễm nào có năng lực đi phá đế đạo phục hy trận người không thể đánh bại ta. Tiên hỏa cũng thu liễm hình rồng, trở về hình thái hỏa diễm, ở bên ngoài phục hy trận, chạy tới chạy lui, có chút bực bội, có chút vui sướng khi người gặp họa, còn muốn tìm thái sơ thần hỏa khô giá. Âm âm, phanh. Âm âm, tiên hỏa nặng nề, khiến cho thái sơ thần hỏa càng lớn, và chạm càng thêm mãnh liệt, muốn cùng tiên hỏa, lại đại chiến 300 hiệp, đều là hỏa diễm, ngươi sao lại tiện như vậy. Chủ nhân nhà ta mang theo tốt, đây tất là tiên hỏa trả lời dần ra thái sơ thần hòa cũng ở hoãn đi xuống đụng không được đấy đạo phục ghi trận Thầy hắn an phận đi xuống diệp thần truyền thần thức đơn giản chính là lừa gạt nhưng mà thái sơ thần hòa căn bản không phản ứng hắn cấp bậc bài danh thứ hai hỏa diễm tự có nó cao ngạo bức cách chính là cao trình diệp thần rất xấu hổ tiên hỏa cùng thiên lôi không làm nữa luôn muốn giết vào trong trận cùng thái sơ thần hỏa tán gẫu nhân sinh trong thực tế cả hai thực sự đi vào diệp thần không nói gì cũng không ngăn cản coi như là một loại chấp nhận hắn chấp nhận thái sơ thần hỏa liền thảm cùng tiên hỏa độc đấu còn bị đánh muốn chạy càng đừng nói lại lên một đạo thiên lôi mỗi người hung hãn đánh nó không ngẩng đầu lên ngồi chỉ có vậy nhân thái sơ thần hòa cũng là một hán tử đánh chết ta lão tử cũng không quy thuận diệp thần bất đắc dĩ tìm một đạo thần phù đem thái sơ thần hòa phong nhập hắn đang suy nghĩ như hỏa diễm cấp bậc bậc này đã từng có chủ nhân hay không có thể hàng phục thái sơ thần hòa nhất định là đại thần thông giả rất hiển nhiên hắn còn chưa tới cấp bậc kia chẳng qua hắn không vội hắn có rất nhiều thời gian một năm không được liền hai năm hai năm không được liền ba năm sẽ có một ngày như vậy thái sơ thần hòa có thể nhìn thấy mị lực nhân cách của hắn cái gọi là mị lực nhân cách đánh giá của sinh tử đối với hắn là để ý nhất diệp thần cuối cùng xoay người không lập tức đi ra ngoài đang ở hắc động đi dạo bảo toàn không đồng đều còn có lại bảo bối hắc động khắp nơi đều là hố nhưng cũng tạo hóa cùng tồn tại luôn có kinh hỉ không tưởng tượng nổi, như hỗn độn khí năm đó, như thế thái sơ thần hòa, đều là cơ duyên. Bắc Thánh một đường đi theo, đối với hắc động, cũng chẳng ngập tò mò. Từ sau vừa nhìn, nữ nhi này cùng Thánh Túc chủ chúng ta, còn rất có tướng phu thê. Bắc Thánh huyền hoang, Bắc nhạc đệ nhất mỹ nữ, xứng với Thánh thể hoang, lang tài nữ mạo. Làm không tốt, chúng ta còn có thể xem một đoạn trực tiếp. Xuyệt nhỏ một chút, làm cho mỹ nữ nghe thấy, thật ngại quá. Hỗn độn đình khẩu, một đám nhân tài đại sở, chỉnh tên nằm sấp một hàng. Ngươi một lời ta một câu, lẩm bẩm không dứt, đối với hắc động không có hứng thú gì, đối với diệp thần đại sự trung thân, lại có chút để ý, nếu điều kiện cho phép, dùng chút đặc sản đại sở, cũng có thể. Bác Thánh đi tới, không khỏi quay đầu lại lướt mắt nhìn hỗn độn đình một cái. Các nương này, lỗ tai rất dễ sử dụng, nghe một câu không sai, hai má có chút ửng đỏ, đặc biệt nghe câu kia nghe trực tiếp, liền càng thêm nóng bỏng, quá đặc biệt xấu hổ. Hô! Nhưng nghe Diệp Thần thở dài một tiếng, có chút tức nuối, đi một đường, lại không thấy nửa bảo vật, mà tên hỏa cùng thiên lôi, cũng trộm thành thật, một đường cũng không thấy có ba động gì. Về nhà đi, Diệp Đại thiếu gia thi thiên đạo, bỏ chạy ra khỏi hắc động, tái hiện thân, đã là chư thiên tinh không, tràn ngập huyết tinh khí, tiêu diệt hạn cương một trận chiến, trận chiến không tính là nhỏ không biết bao nhiêu sinh linh táng thân, một tầng huyết vụ, lung mộ tinh vực. Hẹn gặp lại. Bắc Thánh khoát tay, đi thẳng tới huyền hoang, đi mười mấy năm, cũng nhớ nhà. Đâu chỉ nàng nhớ nhà, Diệp Thần cũng nhớ nhà. Đêm trăng khiết, hắn biểu hiện ra ở đại sở, cũng không phải đại sở trong luân hồi, là đại sở chân thật, một núi một nước, một cỏ một cây, đều giống như trong trí nhớ, thân thiết ấm áp. Mà trong đỉnh, một đám đại sở truyền thế nhân, đã lệ rơi đầy mặt. Trước khi giải phong, người nghe nhiều nhất trong vực diện chính là chư thiên môn đại sở. Ai ngờ, bọn họ đều là con dân đại sở, ở một năm nào đó, còn ở trên mảnh đất này, huyết chiến thiên ma, lấy thân huyết nhục, vì chư thiên, xây dựng huyết sát trưởng thành. Về nhà đi, Diệp thân mỉm cười, phất tay thả mọi người ra. Về nhà, tiếng khóc gào thét, lập tức vang vọng đêm yên tĩnh, từng người một, đều quỳ gối trên đất quê hương, năm tháng tăng thương mấy trăm năm, sau một vòng luân hồi lớn cuối cùng tìm được nơi tâm linh trở về mảnh núi sông lớn này chở bọn họ huyết sắc lại tốt đẹp ký ức kèm theo tiếng khóc diệp thần lặng lẽ rời đi lần này cũng không đạp lên trời mà đi mà là từng bước dẫm lên đất đai nếu luân hồi cũng tính là niên nguyệt hắn cũng đi một ngàn năm hắn là nhân chứng lịch sử chứng kiến đại sở hương suy cũng thấy nhiều bi hoan ly hợp tiểu tiểu đại sở diễn giải truyền thuyết cổ xưa rất muốn tìm hắn nói chuyện phiếm trong thiên huyền môn nhìn diệp thần trong nguyễn thiên thủy mạc địa lão sờ sờ cằm từ một khắc diệp thần trở về hắn liền nhìn thấy diệp thần có quá nhiều nghi vấn cần hậu bối này giải đáp diệp thần cũng tất cất cất giấu rất nhiều bí mật khó có được về nhà dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian tán gẫu cái gì cùng ngươi có cái gì để nói chuyện thì lão liếc mắt nhìn lão già một cái lão già xấu xa rồi trong lòng không có chút bức bách này ta nóng tính, ngươi đánh không lại ta. tối nay cảnh đẹp lương đêm, mỹ nữ rảnh rỗi, cùng nhau ngắm trăng. so với thiên lão địa lão, thánh tôn cũng rất có tình điệu, không nhìn nguyễn thiên thủy mạc, cũng không nhìn diệp thần, liền nhìn chăm chăm nhân nguyệt hoàng. trong tay cầm một tờ giấy gấp quạt, cái quạt kia gọi là có tiết tấu. nếu không nói là tàn nhân đã vượt qua đế kiếp, dùng son tục phấn, hắn đều chớm mắt, liền thích điều chỉnh, hí nữ hoàng giả, ừm, cũng chính là nguyệt hoàng luôn muốn cùng người khác làm chút trao đổi chuyên sâu, vì thế còn luôn ở lúc đêm khuya yên tĩnh, lật lại bàn chân quý của Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng không nói, xoay người rời đi, không thích phản ứng với hàng này. Thánh Tôn liền mặt mũi hai ra, điên nhi điên nhi đuổi theo. Phía sau, một đám lão chuẩn đế, đa phần là vuốt dâu, cũng may các hoàng giả khác của đại sở, đều đang ứng kiếp, nếu cổ hoàng đều ở đây, Thánh Tôn hơn phần nửa đã bị đánh nửa người bất toại. Đêm, dần dần sâu, trong rừng trúc nhỏ, chỉ còn lại một bình đông hoàng thái tâm lặng lặng nhìn diệp thần tiểu thánh thể kia còn đang từng bước từng bước đi bóng lưng có chức tiêu sái phủ đầy phong trầm năm tháng thần nữ cô luân nàng nên cảm tạ diệp thần vốn đã phá bình rách nát là hắn lại một lần nữa dấy lên hy vọng của chư thiên tung thiên ma độc cho dù ứng với kiếp ách nan chỉ cần có hắn ở đây sẽ có một tia bình minh như vậy ánh trăng diệp thần lặng yên không một tiếng động tiến vào hàng nhạc tông trên đỉnh núi long ngũ hắn biểu hiện chân thân đêm tuy đã khuya nhưng cái đầu trực lớn kia lại vẫn chưa ngủ ngồi ở trên thềm đá trước cửa cầm một cây gậy vẽ vòng tròn trên mặt đất nhàm chán đến mức không có gì buồn chán dường như đang chờ người chờ ai đây tất nhiên là đang chờ diệp đại thiếu gia từ hạn hán cương bị diệt hắn vẫn gác lại bực này vợ nhà ai lại đây lĩnh người diệp thần cười nói mời ra đông phương ngọc linh chuyển thế còn đang ở trạng thái phong ấn ngủ an tường mũm miễm hồng hồng đô rất là đáng yêu nghe nói vậy lòng ngũ liều đứng dậy đã rơi lệ lưng tròng so với tưởng tượng có chút bối rối hai tay run rẩy tiếp nhận thật cẩn thận sợ ngã đông phương ngọc linh là nàng là nàng nước mắt đầu trực chảy đầy khuôn mặt ôm ngọc linh phương đông đặt ở trước lồng ngực trái tim cứng cỏi hơn nữa cũng trong nháy mắt này chỉ để hòa tan nào mẹ vợ nhà ngươi người nhà bố vợ diệp thần rất hiểu lòng người đã tìm một khối đất trống đem mộ phụ thân Đông Phương Ngọc Linh bàn bàn bày ra, còn có mộ thân của nàng đặt ở trên một tầng mây đoàn, một nhà ba người tài tự. Long Ngũ lau nước mắt, lườm tình kỳ quái. Đây là lĩnh một tặng hai sao, không sai, chính là lĩnh một tặng hai. Ngày sau rất nhiều năm tháng, hắn làm con rể đều phải hiếu kính mẹ vợ, mỗi ngày dậy sớm cũng phải thắp một nén nhang cho cha vợ. Diệp Thần đi rồi, hơi có tâm an, lại cho người ta một cọc nhân duyên. Đêm nay Diệp Đại thiếu gia vẫn chưa nhàn rỗi khi đi ngang qua đỉnh núi hùng nhị hắn ném mấy đạo thiên lôi chú vào bên trong khi đi ngang qua đỉnh tư đồ nam hắn ném mấy quả bom mìn vào bên trong khi đi ngang qua núi tạ vân hắn đi vào bên trong dán mấy tấm bùa bạo ầm ầm phanh ầm ầm tiếng vang này vào một đêm yên tĩnh rất lớn tiện nhân nào ăn no chống đỡ một đám ngu ngốc đều đặc biệt não tàn tiếng mắng chửi bực này vào đêm yên tĩnh cũng rất trói tai hằng nhạc tông hảo hảo trong nháy mắt gà bay chó sủa quá nhiều người từ trong giấc ngủ bừng tỉnh đối với việc này nhiều người trong nhạc hằng đã thấy không có gì lạ như chuyện này ba ngày hai đầu đều sẽ có ai mất bảo bối chỗ nào bị đánh buồn côn đều thưa thớt bình thường mỗi ngày không đến một hai kiện như vậy người cũng không quen quá đáng nhất là ăn uống có thể ăn đặc sản đại sở và thuốc nhuận tràng đúng vậy đây chính là hằng nhạc nơi tụ tập nhân tài nơi sinh của dân phong lòng ta rất an ủi nghe các ngọn núi chửi rủa diệp thần vẻ mặt ngữ trọng tâm trường trong lúc nói chuyện hắn đã đến dưới đỉnh ngọc nữ à không đợi bước lên thềm đá diệp thần liền nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền từ dưới chân diệp đại thiếu gia cúi đầu nhìn sâu đó là một người đó không phải là một người sao tròn vo đen không trơn thu có lẽ lớn lên quá tối ban đêm đều nhìn không thấy diệp đại thiếu gia một giây trước còn buồn bực đâu ta nói sao lại một cước đi mềm nhũn ai biết trên thềm đá còn nằm sấp một người. Hơn nữa người này, không cần phải nói chính là đường tam thiếu, toàn bộ đại sở, thậm chí cả chư thiên, đều tìm không ra so với hắn càng đen, quả thực đen động lòng người. Cha vợ, người đã trở lại, tiểu hóc mập mạp bò dậy, che eo già, đau đến nhe răng trợn mắt, trách chỉ trách, diệp thần một cước quá nặng, thiếu chút nữa dẫm ngã thắt lưng cho hắn. Điều đáng nói là khi nói chuyện, hàm răng gọi là một cái trắng như tuyết, nhìn không thấy người khác, liên nhìn thấy hai hàng răng người nhát gan nhìn thấy hơn phân nửa cho rằng bị ma ám ta nói tiểu mập mạp buổi tối không ngủ nằm sấp ở đây làm gì diệp thần cười nhìn đường tam thiếu thứ này mặc dù bộ dạng không chịu nổi chẳng qua vẫn là rất có cảm giác vui mừng người nhà diệp linh không cho ta đi ngủ trên cũng không cho ta ăn cơm mỗi đêm liên ném xuống cho ta còn luôn hù dọa ta không có biện pháp, ta liền nằm sấp ở đây ngủ. Tiểu hắc mập mạp hết lời nói tiếp một câu, một phen nước mũi một phen nước mắt, cuối cùng cũng có thể tìm người kể khổ. Ta tuy không phải con rể, nhưng cũng là khách nhân, cách năm liền bị đánh. Diệp thần nghe, liền cảm thấy vui mừng, ngươi một mập mạp, không chỉ lớn lên màu đen, trái tim cũng đủ lớn, bộ dạng đen thì đi một nơi sáng người mà. Buổi tối nằm sấp ở đây, ai nhìn thấy, đạp may chính là thắt lưng ngươi, nếu là đầu ngươi, có thể dẫm lên ngươi nổ tung cha vợ, ta ngoại trừ lớn lên có chút đen, cái đầu hơi thấp, ăn hơi nhiều, những thứ khác, không có tật xấu gì cả. Ngươi đem ngươi ra linh nhi, hứa gả cho ta, đường tam thiếu xoa xoa tay, hà hà cười thẳng, bất tiếu còn tốt, nụ cười này, đôi mắt nhỏ đều híp lại thành một đường, còn có, một câu kiêng một cái cha vợ, gọi là ngọt ngào. Cái này, sợ là có chút khó khăn, diệp thần thâm trầm một tiếng. Vậy ngươi nhà, tiêu chuẩn chọn con rể là gì? ít nhất phải liếc mắt một cái nhìn qua giống như một người cha vợ người có phải đang mắng ta hay không đường tam thiếu vẻ mặt ngu ngốc đừng suy nghĩ quá nhiều cuộc sống vẫn rất tốt đẹp diệp thần ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ đường tam thiếu nói xong liền một đường đi lên đỉnh ngọc nữ phía sau đường tam thiếu ra gãi đầu cũng không biết là chỗ nào không kịp phản ứng sửng sốt trong chốc lát liền lại nằm sấp bên kia một giây chỉ một giây liền ngủ vù vù thật đúng là như diệp thần nói hàng ngày không chỉ lớn lên đen tâm cũng rất lớn thuộc loại vô tâm vô phế hơn nữa còn không có trí nhớ dài vừa mới bị diệp thần dẫm qua lại lại ghé vào cùng một chỗ ngủ như thao tác bực này cái đầu to kia của hắn sớm muộn gì cũng bị người dẫm nát ánh sao diệp thần bước lên ngọc nữ phong dưới ánh trăng hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại thích ý người người linh khí trên đỉnh núi mát mẻ mà ấm áp cảm giác bực này là ngàn năm đại sở không có ngọc nữ phong chân thật mới thân thiết nhất tâm tang thương cũng che từng trận ấm áp như một lão nhân chậm chạp lá dụng về cội nguồn chúng nữ đều đã ngủ thiếp đi hắn tới lặng yên không một tiếng động không quấy nhiễu bất kỳ một người nào diệp đại thiếu gia không an phận sờ sờ cằm làm chút gì đây rất nhanh liền thấy hắn lấy ống trúc nhỏ ra giống như sáo cũng giống như một cây tiêu bị hắn dùng ống tay áo lao sau đó nhét chút đồ vật dạng bột phấn vào bên trong lén lút hắn tiến đến ngoài cửa sổ khuê phòng sở huyên véo chỉ người thấy tiếng vang nhỏ hắn dùng ống trúc nhẹ nhàng chọc thủng cửa sổ giấy sau đó diệp đại thiếu gia bắt đầu hắn thổi tuyệt kỹ tiêu từng đợt mây mù màu tím bị thổi vào trong phòng sở huyên mây mù có màu vô vị mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt, nhạt nếu thao tác như thế này hắn làm từng cái một khuê phòng của chúng nữ từ trái sang phải trước mỗi một gian khuê phòng đều có thân ảnh của hắn làm chuyện tương tự chính là dùng ống thuốc nhỏ kia, thổi mây mù màu tím vào bên trong. Nhưng ngươi có thể thấy, nụ cười của hắn, giống như một tên đạo tạc hèn mọn. Mà Minh Đế cùng Đế Hoang, chính là nhân chứng của đạo tạc này, với tầm mắt trí tôn, sao có thể nhìn không ra mây mù màu tím kia là cái gì, ở tu sĩ giới, gọi là, mê hương. Đối với nương tử dùng mê hương, cho dù là hai trí tôn, cũng không thể không bội phục kiểu tính của Diệp Thần. Chi, trên đỉnh ngọc nữ, Diệp Thần đã để cửa phòng sở huyên ra, cũng không phải lén lút, là nghênh ngang đi vào, ngày thường, nếu hắn đi vào như vậy, tuyệt đối sẽ bị đánh. Đáng tiếc, sở huyên đã bị mê muội trong lúc ngủ say, hồn nhiên không biết. Nói giỡn, những mê hương kia, thế nhưng đan thánh đặc biệt điều chế, đại thánh người thấy cũng ngã xuống, mấy năm nay, hắn cũng không nỡ dùng, chỉ vì, luyện chế cấp bậc mê mê hương này, tài liệu quá mức khó tìm, có thể nói như vậy, không thua gì tài liệu luyện chế bát văn đàn. Nếu không nói hắn là đan thánh đây, đó là sự tùy hứng dùng tài liệu luyện chế bát văn đan đi luyện chế sương mù hơn nữa còn là dùng để mê hoặc vợ mình là có bao nhiêu bại gia nhìn vào hình ảnh trong phòng một lần nữa sau đó hương thơm diễm diễm diệp thần không biết xấu hổ đã bỏ lên giường xoa xoa tay bắt đầu cởi áo cho sở huyên một màn này nhìn binh giấy đại đế nhất thời xuất hiện tinh thần đôi mắt rực rỡ đế quốc kia rực rỡ sáng chói chỉ cần nói đi luôn có những bất ngờ khi đêm khuya vắng vẻ nhưng trong khi minh đế đã sẵn sàng để tiếp tục thưởng thức hương đã được trao hình ảnh diễm diễm thay đổi thành sơn thủy tốt đẹp không sai là đế hoang thay đổi đài cho hắn sau đó còn liếc mắt nhìn minh đế một cái ánh mắt kia dường như đang nói vị diệp đại đế này không biết xấu hổ đúng không minh đế hít sâu một hơi trên trán có hắc tuyến chạy loạn cuối cùng nhịn xuống xúc động nổi giận mỗi khi có chuyện tốt đều sẽ bị gã này quấy nhiễu thuận theo còn có thể bị mắng một trận bổn đế đi bế quan minh đế nói xong hổn hển rời đi hắn vừa đi đế hoang dại đi theo nói là bế quan quỷ cũng không tin muốn chạy đi nơi khác nhìn trộm không có cửa người nước tiểu này ta sẽ không biết mắt thấy đế hoang đi theo sắc mặt minh đế nhất thời tối sầm lại trong nháy mắt này hắn rất có xúc động đem đế hoang một cước đạp trở về chư thiên có gã này mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn ít xe bao nhiêu đế cũng là người cũng là có thất tình lục dục dù sao cũng chỉnh như vậy thích hợp sao thích hợp đây sẽ là câu trả lời của đế hoang nhất định dứt khoát trực tiếp kết quả là minh đế đi bộ bước chân nhanh hơn nhanh chóng thay đổi thành chạy nhỏ chạy lại đổi thành phi thiên độ địa tốc độ kia gập ghềnh tốc độ đế hoang cũng không chậm giống như thuốc mỡ da chó như bóng tùy hình minh đế đi đâu hắn đi theo quản ngươi là bế quan hay là đi tiểu lão tử phải ở bên cạnh ngươi thật sao hai trí tôn minh giới ở minh giới tăng tốc độ hai người này trêu chọc. Đạo tổ thân ở thiên giới, cúi đầu nhìn thoáng qua minh giới, vẻ mặt ngữ trọng tâm trường. Minh giới náo nhiệt, Ngọc Nữ Phong cũng có động tính. Diệp đại thiếu gia cơ trí đã cởi sạch tinh quang sở huyên. Nhưng, gã này cũng chỉ là làm cho người ta cởi sạch quần áo, hào hảo thưởng thức một bộ nữ từ thân thể, xong việc, còn cho người ta sở huyên, chụp mấy tấm hình tượng viết thật. Làm xong việc này, hắn mới đáp chăn cho người ta. Chẳng qua, cái này còn chưa xong, cởi áo sở huyên, hắn lại lấy đi túi đựng đồ của sở huyên sau đó chính là tủ quần áo quần áo bên trong cũng bị hắn cầm một món không còn đến lúc này diệp đại thiếu gia mới ra khỏi phòng đi khuê phòng sở linh hình ảnh trong phòng vẫn rất thơm diễm làm chút chuyện cho sở huyên đến chỗ sở linh cũng không kéo xuống đợi diệp đại thiếu gia lại đi ra trong ngực ông là một đống quần áo đều là sở linh cân véo phanh đêm yên tĩnh tiếng lục lọi không rất bên tai giống như tên cướp đang lộn xộn. Đó là Diệp Thần, mỗi lần tiến vào một gian khuê phòng, đều có tiếng vang này, mà mỗi lần đi ra, trong ngực hắn, đều ôm một đống quần áo, còn đẹp điệu, chiếm lợi phẩm. Có thể nói như vậy, quần áo của chúng nữ, vô luận trên người mặc, trong túi đựng đồ, trong tủ quần áo, toàn bộ đều bị hắn lấy đi. Thử tưởng tượng, sáng sớm thức dậy, cảnh chúng nữ không có quần áo mặc nên có bao nhiêu đẹp mắt. Đây chính là đệ thập hoàng giả của đại sở, rất có lòng hiếu kỳ vì nhìn cảnh tượng đẹp mắt như vậy, cũng là hạ vốn. Sau đó, mỗi một cây trên ngọc nữ đều treo đầy đề tiên y, đó là xích cam, vàng, xanh lam tím, đủ màu sắc đều có, đều là của chúng nữ, bị diệp thần, tất cả đều treo trên cây. Vì lý do này, hắn đã tìm thấy cho mình một lý do chính đáng, để phơi quần áo của ngươi. Châu bò Minh giới, Minh đế cùng đế hoang truy đuổi, cuối cùng dừng lại, bắt thấy một màn trên ngọc nữ phong, không chỉ Minh đế, ngay cả đế hoang, cũng giật mạnh khoái miệng. Giờ phút này, Diệp Thần buộc tạp dề, lên bếp, nấu cơm dùng một đám nguyên liệu nấu ăn, bày đầy. Nói nhạt thì nói nhảm, cơm vẫn phải làm, mỗi khi từ bên ngoài trở về, cũng đều chỉnh tề như vậy. Tiên nhân sớm đã không cần dùng cơm, nhưng quá trình này lại là tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Đây cũng là một loại người được, nhân gian đạo, đại đạo bình thường, là chân quý nhất. Bản tính của hắn, làm cho minh đế cùng đế hoang đều nhịn không được thổn thức, lúc không đứng đắn không hề tết tháo, một khi đứng đắn, liền lại là một người khác, tự như ngày đó cùng nữ thánh thể rằng kịp, sát phạt kia gọi là một cái quyết đoán, đừng nói nữ thánh thể, cho dù là bọn họ, cũng không kịp phản ứng. Chọc giận nữ thánh thể, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hắc tuyến trên trán minh đế cuối cùng cũng tàn đi, giữa hai hàng lông mày, có thêm một chút yêu sắc. Đế hoang bất ngôn, vẻ mặt cũng khó nén sầu lo, bởi vì chuyện yêu thành hận, hắn thấy quá nhiều, một đại luân hồi thiên chiếu, không chỉ đốt trái tình cảm nữ thánh thể, cũng dấy lên hy vọng của chư thiên theo việc này mà nói hắn là hậu bối thánh thể làm thực sự có chức lỗ mãng trí tôi lo lắng siêu thần tất nhiên là không biết còn đang cẩn thận nấu cơm chính quyền thì mê mẩn người ngoài cuộc thanh cơ chí như hắn cũng có lúc suy nghĩ không nghiêm cẩn tư tình của hắn đã đem nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành kia triệt để đẩy lên mặt đối lập năm tháng tương lai chư thiên không chỉ muốn phòng hồng hoang cũng phải đề phòng nàng cùng chu tiên kiếm theo ý nghĩa nhất định mà nói nữ thánh thể cùng chu tiên kiếm hai người so với hồng hoang đại tộc còn càng thêm đáng sợ thời gian trôi qua và bầu trời đã gần bình minh ánh sáng ban mai đầu tiên của đông phương thật là ấm áp chiếu lên mặt dược thần bỗng dưng tâm thần của hắn có một khoảnh khắc hoảng hốt trong mông lung hắn dường như nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo không chịu nổi âm trầm mà dữ tợn đang cười nhe răng với hắn dùng hợp ma lực đáng sợ cho dù là định lực của hắn cũng khó có thể kháng cự thái đao trong tay hắn cũng bởi vì hoảng hốt này lây khỏi phương hướng cắt đứt ngón tay có lẽ không ai có thể nhìn thấy mi tâm của hắn trong nháy mắt nào còn khác ra một đạo ma văn đen kịt thuộc về thiên ma loại ma văn này nhưng cũng chỉ hiện hóa một phần ba thuấn ấn liền trong nháy mắt biến mất đầu óc này sao còn không dễ sử dụng chứ diệp thần xoa mi tâm lại tiếp tục thái rau sáng sớm ánh mặt trời ấm ấm tràn ngập hàng nhạc tông ngọc nữ phong giống như kiều tú mưa vụ lượn lờ tựa như một tầng sa trắng, che đi dung nhan nữ tử, làm nổi bật ra vài phần thần bí. Muốn nói, lúc này phong cảnh trên đỉnh ngọc nữ, đó gọi là một cái đẹp. Xa xa nhìn lại, trên cây treo đủ loại tiên y, theo gió mà động, như cờ màu phiêu phiêu, mỗi một kiện, đều nhiễm hương nữ tử nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nhàng ngửi một hơi, trước cảm thấy thấm vào ruột gan. Hoàn hảo Trước bếp, diệt thần đang thái rau, mỗi lần ngừng đầu lên, đều sẽ chân thành tán thưởng một câu đây là kiệt tác của hắn cũng không ổn công hắn bận rộn hơn nửa đêm hoa wow, tiếng kinh dị vang lên truyền từ ngọn núi đối diện là tiểu linh hoa kia đang đứng trên đỉnh núi đệm chân thò đầu nhìn về phía này toàn bộ ngọc nữ phong đều cờ vào phiêu phiêu như một mảnh biển thất thải sóng biển mãnh liệt nhìn thẳng người hoa cả mắt hoa wow, tiếng kêu sợ hãi còn có một đám người tài năng của hàng nhạc cũng đều leo lên đỉnh núi ngước mắt nhìn xa nhiều tiên y rực rỡ như vậy đây là muốn bán quần áo sao, nếu nói là phơi quần áo, chúng ta cũng sẽ tin. Wow, lão bối của hàng nhà cũng tự mình chạy lên đỉnh núi nhà mình, từng kiện tiên y đủ màu sắc, tựa như một đám tiên nữ, đem ngọc nữ phong vốn nên xinh đẹp, nhiễm nhiều màu sắc rực rỡ. Nói thật, diệp thần đã trở lại, tư đồ nam sờ sờ cầm. Làm không tốt, đêm qua ném bom mìn vào nhà ta, chính là tiện nhân kia. Còn cần suy nghĩ, chắc chắn là hắn. Tạ Vân hùng hùng hổ hổ nói. Còn bà nhà nó, làm hỏng chuyện tốt của lão tử, sắc mặt hùng nhị, đen như than cốc, đêm qua đáng nhớ, đang cùng vợ ở trên giường hắc ám đây, một thiên lôi chú nổ vang, làm hắn một trận run rẩy. Xuân hiểu Mỹ sự tốt, sưởng sốt bị quấy dày vụn vặt. Trở về liền giặt quần áo, lòng ta rất an ủi, đám lão gia hỏa từ phúc, bàng đại xuyên và chu đại phúc, mỗi người đều vuốt sâu, ý vị sâu xa. Nhìn nhìn, nói xong, không ít người đều che mắt lảo đảo tại chỗ một chút suýt nữa ngã xuống hai mắt bốc lên sao vàng đầu hạt dưa ong ong cái này cũng là nhờ diệp thần lấy đế đạo tiên trận che lĩnh ngọc miễu phong những người nhìn về phía này vô luận nam nữ già trẻ đều bị lắc lắc mắt lúc nhìn lại liền cái gì cũng nhìn không ra toàn bộ chính là một mảnh mây mù không cách nào nhìn thấu trong nháy mắt này cả hàng nhạc đều xấu hổ muốn nhìn trộm thế nhưng đạo hạnh không đủ cái gì đây là cái gì cái gì muội muội ngươi một đợt chưa bằng phẳng một đợt lại nổi lên trên đỉnh núi long ngũ truyền đến tiếng hô to kêu nhỏ là long nhất kia sáng sớm tìm long ngũ nói chuyện phiếm nước mắt một cái liền nhìn thấy đông phương ngọc linh chuyển thế bộ dáng ba hai tuổi mũ mĩm hồng hồng bé mút míp rất là đáng yêu tầm nhìn của long nhất cao bao nhiêu sao có thể nhìn không ra đó là ngọc linh phương đông chuyển thế hơn nữa còn là một tôn bất tử oa lau cái này còn được Kết quả là, cái đầu trực lớn này, ồn ào, muốn cùng cái đầu trực kia, đổi lấy nàng dâu. Kết quả là, hai người đầu trực đã bắt đầu làm việc. Đông Phương Ngọc Linh mắt to trượt lóe, nhìn đầy mắt mới lạ. Không sai, nàng cũng chưa bị cởi bỏ trí nhớ phong cấm, hoặc là nói, là không thể cởi bỏ, tình huống như vậy, tựa như cơ ngưng xương cùng tịch nhan năm đó. Phạm nhân mẫu thân của nàng cũng ở đây, thấy hình ảnh này, thân sắc khó có thể hình dung. Hoàn hảo, long ngũ đủ cơ trí, từ đêm qua, đã dệt xong một lý do có thể làm cho nàng tiếp nhận. Bởi vì Đông Phương Ngọc Linh, toàn bộ hàng nhạc đều náo nhiệt, bóng người như thủy triều, một mảnh lại một mảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, lòng ngũ sơn lớn như vậy, ô hồ tất cả đều là nhân tài, là đến thăm Đông Phương Ngọc Linh, cũng là đến xem vĩnh hàng thể. Nơi tụ tập nhân tài, nơi sinh của dân phong, thường xuyên xảy ra chuyện nhảm nhí. Liền hôm nay, có lẽ là nhiều người, sừng sốt đem tiểu Đông Phương Ngọc Linh, chỉnh mất, cũng không biết bị người nào mới ôm đi, chọc cho long ngũ nổi giận hàng nhạc đại điện đều sốc lên bên ngoài náo nhiệt ngọc nữ phong lại bình tĩnh kỳ lạ diệp thần còn đang ở trước bếp bận rộn vì vợ con làm bữa sáng thịnh soạn mà chúng nữ đều đang ngủ say cũng trách diệp thần mê hương hạ quá mãnh liệt đến giờ phút này đều chưa tỉnh ngủ về phần diệp linh là một con lười biếng không gọi nàng nàng sẽ không tỉnh hoàn hảo không biết lần thứ mấy diệp thần lại tán thưởng kiệt tác của mình hắn dứt lời liền nghe thấy các khuê phòng truyền ra tiếng lục lọi chúng nữ dường như tỉnh ngủ cũng giống như đang tìm thứ gì đó tìm cái gì đây tất nhiên là tìm quần áo một cái cũng không có cái kia ai lấy quần áo của ta phòng của thượng quan ngọc nhi đầu tiên truyền ra lời nói ta cũng không còn sau đó chính là lời nói của tịch nhan thật trùng hợp ta cũng vậy hạo thiên thi nguyệt tráng vắng nói túi đựng đồ cũng bị mất Lời này vừa nói ra, tiếng lục lọi lật ngược, tập thể dừng lại. Sau đó, liền thấy một cánh cửa sổ liên tiếp mở ra, đều lộ ra nửa gương mặt, tư thái không giống nhau, như cơ ngưng xương, như liễu như yên, như lâm thi họa, tất cả đều uyển chuyển hàm xúc, mái tóc đen bình thuận, sờ sở động lòng người, như thượng quan ngọc nhi, như tịch nhan, lạc hy, tất cả đều lộ ra cổ linh tinh quái, tóc hơi bồng lộn, che một đôi mắt buồn ngủ. Như vậy, vấn đề đặt ra, vì sao cũng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, điều này còn phải nhờ diệp đại thiếu gia lấy cho chúng nữ quần áo một cái không còn toàn bộ treo trên cây mà hắn lại giống như không có việc gì còn đặt món ăn cẩn thận thủ pháp thành thạo nam tử tốt ở nhà hắn chắc chắn là một điển hình tiện nhân lừa gạt vợ hắn cũng xuất chúng nhìn chúng nữ ai nấy đều bịt mắt miệng ngọc khẽ mở ra nhìn bên ngoài nhìn từng gốc linh thụ kia nhìn linh thụ treo đầy tiên y đều là của các nàng đang theo gió phiêu diêu chuyện gì đã xảy ra vậy chúng nữ thần sắc kinh ngạc. Đúng, đây là chuyện gì đã xảy ra, bằng không, quần áo của các nàng sẽ treo đầy đỉnh núi, một món cũng không còn, cái này so với cường đạo còn xuất sinh hơn, càn quét sạch sẽ. Cũng đừng sửng sốt, ra ngoài ăn cơm, lời nói của Diệp thần thần bổ đao, theo thời gian. Nghe vậy, chúng nữ lại đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía bếp, Diệp đại thiếu gia nhà nàng, đang nắm thiền thức ăn của hắn, đại tú chủ nghệ của hắn đâu. Trong nháy mắt này, không cần hỏi lại, điều hiểu y phục của các nàng cũng không phải là tự mình chạy ra ngoài là bị tiện nhân nào đó lần lượt treo lên trong nháy mắt này một bức tranh phảng phát hiện ra trước mắt chúng nữ đêm khuya yên tĩnh một đạo tạc tên là diệp thần vào một gian khuây phòng lúc lại đi ra trong ngực ông tất cả quần áo trong nháy mắt này chúng nữ vô luận là tư thái gì hai má đều đỏ thấu mặc dù là ở trong phòng nhưng vẫn là trần trụi trời mới biết diệp thần đêm qua lột sạch quần áo các nàng sau đó làm chút gì đó nữ tử cuồng dã cũng vẫn là rủ rè. Diệp thần, người còn muốn không biết xấu hổ, Nam Minh Ngọc xúc miệng đóng cửa sổ lại, liền dựa vào cửa sổ mắng to, không chỉ hai má đỏ lên, toàn thân cũng đều nóng bỏng. Người còn muốn không biết xấu hổ, kèm theo tiếng ba ba, một cánh cửa sổ, cũng đều liên tiếp đóng lại, chỉ người thấy trong một gian khuê phòng, truyền ra tiếng mắng hồn hền. Lời này ta liền không thích nghe. Hào tâm giặt quần áo nấu cơm cho các ngươi, lại rơi vào mỹ danh không biết xấu hổ, nào nói đâu để ý. Muốn nói các ngươi cũng vậy, một đám ngủ giống như heo, bị người ôm đi cũng không biết. Diệp thần hết lời nói tiếp một câu, nói đầu là nói, còn không chỉ hoãn món xào rau. Một khuôn mặt, đừng niêm ám với lão tử, sớm đã hết mặt rồi, hơn nữa, muốn mặt mũi có tác dụng. Trong phòng, chúng nữ một hơi không đi lên, thiếu chút nữa ngất đi. Cho đến bây giờ, các nàng mới chân chính kiến thức được Diệp thần là không có tiết tháo cỡ nào, mười mấy năm không về nhà, về nhà liền làm chuyện không biết xấu hổ. Xấu hổ chính là các nàng đêm qua lại không hề phát hiện. Cái này cũng không thể trách các nàng, là Diệp thần bản lĩnh quá lớn. Trộm gà trộm chó làm nhiều, luôn từ đồng thăng lên vương giả. Đây cũng là của Diệp thần nhà nàng, xem bản lĩnh nhà cửa, ở trên người người nhà mình, dùng trộm trượt. Món ăn cuối cùng, đến ăn cơm, Diệp thần lại một lần nữa chào hỏi anh em gái ngươi, quần áo trả lại, vẫn là Nam Minh Ngọc xấu, dùng tú quyền truy cửa sổ chùi. Tự mình đi ra lấy. Ta, Nam Minh Ngọc xấu một bước đứng vững, suýt nữa ngã xuống, trong lòng có chút hối hận, năm đó là gân nào sai, lại đem mạng cho Diệp Thần mượn, thế cho nên nuôi ra một tên không biết xấu hổ như vậy. Quần áo còn về, nhanh lên, Sở Huyên Sở Linh phát điên, tức giận dậm chân, tia lửa thiêu đốt trong đôi mắt đẹp rất có tư thế nhảy ra hốc mắt. Trả lại, chúng nữ cũng đồng loạt mắng to, thầm nghĩ nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng không phải sợ lạnh, là bởi vì thân thể trần trụi, quá xấu hổ. Tự mình đi ra lấy, Diệp Đại thiếu ra cơ chí, vẫn nói như vậy, lắc đầu lắc đầu, có chút không giai điệu, dù sao cũng chính là không đưa cho người. Trước bàn ăn, thắt lưng của gã này, thẳng tắp, bao nhiêu năm rồi, lần nào về nhà không bị đánh, Rút cục mặt nhíu mày một lần trong phòng chúng nữ đều ngồi xổm trên mặt đất hai tay che hai má không biết chuyện gì cũng xảy ra đều có một loại ý nghĩ không thể luyến tiếc nếu không phải trần trụi bằng không sớm lao ra khỏi cửa phòng đem diệp thần đánh đến nửa người bất toại sau đó đặt ở trên giường bệnh bóp chết về phần quần áo là không có người đi ra ngoài lấy vui tươi như tịch nhan cũng không có mặt mũi đi ra ngoài càng đừng nói sở huyên sở linh các nàng cực kỳ chắc chắn một khi ra khỏi cửa phòng diệp thần nhất định còn có thể làm yêu ví dụ như chụp ảnh, ví dụ như thi hành pháp luật, muốn lấy quần áo, nào có nhiều dễ dàng như vậy. Đừng nói, Diệp Đại thiếu gia chính là nghĩ như vậy, trí nhớ tinh thạch đã chuẩn bị tốt, phương pháp phong cấm cũng đã chuẩn bị xong, đi ra một cái phong một cái, về phần cách không lấy vật, nghĩ cũng đừng nghĩ, các người có thể nghĩ đến, lão tử đều môn thanh. Qua, wow. sau một khoảnh khắc yên tĩnh, lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, Diệp Linh tỉnh ngủ, chuẩn xác mà nói, là bị bừng tỉnh, mới vừa rồi mở cửa phòng liền thấy cờ màu đầy núi mỗi người đều tươi đẹp hơn nữa nhìn còn rất quen mặt ừm, rất quen mặt cùng mẫu thân nàng ngày thường mặc giống nhau như đúc thấy nàng đi ra sở linh trong phòng lúc này đứng lên linh nhi đem quần áo mẫu thân đưa vào nghe vậy diệp linh đại nhíu mày lại một lần nữa nhìn quần áo treo trên cây thuận theo tiểu nha đầu cũng liếc mắt nhìn diệp thần một cái thông minh như nàng tự biết đã xảy ra chuyện gì tất là người cha không đáng tin cậy này của nàng, lại làm chuyện không biết xấu hổ. Đừng có ngạc nhiên, nhanh lên, sở linh lại thúc giục nói. Ừm, Diệp Linh cũng nghe lời, không nhanh không chậm đi tới. Mà chúng nữ trong phòng, đã bắt đầu mài tú quyền, chỉ đợi Diệp Linh đưa quần áo, sau đó, liền đem Diệp Thần Nhấn xuống đất, hảo hảo dạy hắn làm người. Nhưng, dưới ánh mắt chăm chú của các nàng, Diệp Linh đi tới đi lại, lại dừng lại, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, cười hắc hắc, ngồi ở trước bàn cơm. Cha, đều làm sao? Ngoại trừ ta, ai còn có chủ nghệ như vậy, Diệp thần thâm trầm nói. Cha làm, vậy phải ăn. Nào, ăn cái này, làm đẹp dưỡng nhan. Cảm ơn cha, một màn trước bàn ăn, rất ấm áp, khẩu vị của Diệp Linh cũng rất tốt. Trong phòng, khóe miệng chúng nữ, tập thể co giật một chút, nói xong lấy quần áo. Sở Linh tâm tình nhất là để ý, nhìn triệu phu nhà mình, nhìn nữ nhi nhà mình, nàng đã nhịn không được che ngược lại. Người tiểu cô tử, thật đúng là không có phí công mang họ diệp,